Con đã nói là ba làm ơn gặp cổ ở ngoài giùm con đi. Lần này là con không có nhượng bộ nữa đâu. Con nhượng bộ ba cái gì? Không lẽ là tất cả những cái chuyện gì trong gia đình này đều phải theo ý của con hả? Anh thấy siêu thị giảm 50% cho nên anh mua luôn. Thịt bò bít tết hảo hạng đó mà. Anh đúng là người yêu của em. Kẻ tự nhiên nhé trong trường đời này luôn á. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức một món bít tết đã lâu rồi chúng ta không được thưởng thức. À vậy thôi, tại em nghe mùi em tưởng hai người đang ăn thịt trong này. Không có, chả ăn gì hết. Dạ. Thôi em về phòng đi nha. Dạ. Mùi làm gì đó. Vậy kể từ bây giờ mẹ con mình hãy chung sống hòa thuận với nhau nha. Con gái. Mẹ ngoan nè. Con gái yêu của mẹ. Đón xem tập 38 phát sóng vào lúc 19:55 ngày 7 tháng 5 2019 trên kênh HTV7.